Vào ngày 13 tháng 11 vừa qua, thì hơn 400 người biểu tình tại Australia đã có một hành động khá là kỳ lạ, đó là vùi đầu vào cát. Hành động này là nhằm phản đối sự lưỡng lự của chính phủ Australia trong việc đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G20 sắp sửa diễn ra tại Brisbane của nước này. Những người biểu tình hoàn toàn không hài lòng về việc Thủ tướng Australia Tony Abbott không nhắc đến biến đổi khí hậu trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hạn chế khí thải carbon cách đây hàng ngày. Đây là một vấn đề quan trọng và Australia đang bị bỏ rơi trong cuộc chiến biến đổi khí hậu. Dù là một hành động nhỏ thôi, nhưng chính phủ cũng chưa dám làm. Những người biểu tình bao gồm những gia đình có con nhỏ, học sinh và cả những người mặc vest cùng đào lỗ trên bãi biển và vùi đầu họ vào đó. Cách biểu tình này dựa trên việc loài đà điểu được cho là thường tự vùi đầu vào cát để tránh nguy hiểm, mặc dù theo các nhà điểu cầm học, đà điểu không làm chuyện này. Tuy nhiên, lời khẳng định đó cũng không làm những người biểu tình chùn bước, thậm chí một số người còn làm hẳn động tác trồng cây chuối với phần đầu chìm trong cát. Năm 2009, ông Abbott đã gọi khoa học nghiên cứu về biến đổi khí hậu là thứ vớ vẩn và nói rằng việc tiêu thụ than đá là tốt cho nhân loại. Hồi tháng 7 vừa qua, Australia cũng đã bãi bỏ thuế đánh vào khí thải nhà kính và trở thành quốc gia duy nhất có hành động đi ngược lại việc chống biến đổi khí hậu.